Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái bí quyết rất là hữu ích cho các anh chị em nội trợ ha. Đó là cái cách mà mình bóc tỏi làm sao cho nó nhanh nhất. Rồi sau nhiều cái kinh nghiệm thì mình phát hiện ra là mình sẽ làm nó rất là nhanh. Đây là cái củ tỏi. Rồi mình lấy ra cho mọi người xem vài cái củ tỏi. Mình không cần phải lột từng tép một, mình bỏ khoảng chừng 3 cái củ tỏi vô một cái nồi giống như vậy đây. Mình lấy cái nồi nào mà nó có cái nó rộng tí xíu để khi mà mình lắc nó có cái không gian. Như vậy thì nó sẽ dễ bung cái vỏ ra hơn. Nếu mình bỏ trong cái nồi nhỏ quá thì nó rất là khó. Ok. Bây giờ mọi người lắc ha. Lắc càng mạnh càng tốt. Ai có sức nhớ là mấy này giao cho mấy anh được nè. Cho mấy anh làm. Mọi người cứ lắc nha. Ông không quên ý mình nói là lắc cái nồi chứ không phải mình lắc. Lắc mình thì mãi mãi nó cũng vẫn như trang như vậy luôn. Thầy có cần nhiều sức lắm nè. Dạ, ok, bắt đầu nha. 1, 2, 3. Lắc cái nồi này đốt cho mọi người đi. Bung ra nè đó, thì những cái tép mà nó ở ngoài thì nó đã bung ra hết rồi, thì mình còn có vài tép ở bên trong á, nó còn hơi dính thì mình lắc nữa ha. Rồi cái xíu mà nóng thấy sợ luôn. Đây quay cho mọi người thấy ha, ở dưới này đây mọi người thấy không, tép vỏ nó ra vỏ thì còn lại một vài số nè. Thì vì nó nằm ở trong và nó rất là bám chặt vô trong cái lỗi á, thì mấy cái này mình có thể lấy ra được cũng nhanh thôi, tại vì nó tróc ra cũng gần hết rồi đó. Đó, còn lại thì mình cứ lụm lặt rồi mình bỏ, mình cất vô thôi. Đây là sạch luôn á mọi người, vỏ nó bung ra hết nè. Đó. Nhanh không? Quá nhanh. Cái nào nó còn vướng lại thì mình kéo ra thôi. Thì với cái phương pháp này đó thì chị em nội trợ của mình á sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Cứ ngồi bóc bóc từng tép nó cực lắm. Nhớ hồi xưa ở Việt Nam á, tới Tết á, hay là đám giỗ, đám hỏi, đám cưới, đám gì cũng phải ngồi lột mấy cái tỏi này, cực ơi là cực luôn. Đây mọi người thấy nè, thấy không, vỏ không đây, nhanh chóng tức tắc luôn. Sau khoảng 2 phút là mình đã có được một cái hũ tỏi hoàn toàn sạch vỏ, và nguyên một cái bịch này nè đó, và sáu cái củ tỏi đã đi vô trong đây một cách rất là gọn ghẽ, sạch sẽ, đẹp và nõn nà. Và đây thì mình có thể bỏ cái hũ này vào trong tủ lạnh, để kín lại mọi người á, để kín lại như vậy nè, rồi mình bỏ trong cái tủ lạnh á thì mình bảo quản rất là lâu luôn. Không có sao hết, tỏi tươi và sạch. Rồi chúc các chị em nội trợ của mình thành công và tiết kiệm được thời gian, nấu được nhiều món ăn ngon cho gia đình nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.